Đây là một bộ phim hoạt hình khoa học giả tưởng sản xuất năm 2016, do hơn 50 nhà đầu tư trên toàn cầu đầu tư vào, tổng cộng hơn 140 triệu đô la Mỹ. Vậy nên các cảnh trong phim nhìn giống như thật vậy, trong cái thế giới mà pháp thuật và khoa học cùng tồn tại này. Đất nước Niflheim đã dùng chính lực lượng quân sự hùng mạnh đó, xâm chiếm hết các lãnh thổ khác xung quanh mình. Ngoài trừ đất nước Lux-Is có lớp màng bảo vệ pháp thuật ra mà thôi, tất cả quốc gia khác đều bị Niflheim thống trị. Đất nước Lux-Is dưới sự bảo vệ vững chắc đó, đã bình an sống được 12 năm. Nhưng mà đến hôm nay, đế quốc lại đem đại quân cơ giới đến xâm lược lần nữa. Cảnh tượng khủng khiếp như thế này đến trời đất cũng bị chấn động. Hoàng tử nước Lux-Is thấy vậy liền rút thanh kiếm ma pháp của mình ra, quyết thủ cho được phòng tuyến cuối cùng của đất nước. Một khi tường thành sụp đổ, thành dân chúng sẽ lầm than. Các thành viên khác của đội cũng đứng trên bức tường thành, đồng thời triệu hoán phong bạo lôi thần. Nhưng đối mặt với sự áp đảo của lực lượng quân sự hùng mạnh, đội quân của hoàng tử đã chịu không nổi nữa. Thời khắc quan trọng, phong bạo lôi đình cũng đã được triệu hoán ra. Tiếp theo là phía sau lưng địch xuất hiện một trận cuồng phong. Hàng ngàn vạn đại quân cơ khí đều bị nó hút vào trong. Đội quân của hoàng tử cuối cùng cũng lấy lại chút lợi thế. Vốn nghĩ là chiến thắng đã tới gần, nhưng ai ngờ vào lúc này, quân địch đã triệu hoán ra con quái vật khổng lồ. Chỉ thấy con cự thú này mở cái miệng cực to của nó ra, rồi phun ra hàng hà sa số quả bom cỡ lớn. Đối mặt với con cự thú khủng bố như thế này, đội quân của họ chỉ đành rút lui trước. Nhưng chính vào lúc này, Nova lại bị một hòn đá đè trúng. Nhìn thấy đồng đội mắc kẹt lại, Anric đã không do dự gì mà xông ra. May mà anh thân thủ nhanh nhẹn nên đã nhẹ nhàng giải quyết được mấy con tiểu quái. Nova lần này coi như giữ được tính mạng. Quân đội của hoàng tử tổn thất nghiêm trọng, Anric cũng vì vi phạm quân pháp mà phải đối diện với sự thẩm phán của tòa án quân sự. Đồng thời lúc này, quốc vương Lux-Is nhận thấy tai nạn sắp ập đến. Quân địch có thể phát động tấn công lần hai bất cứ lúc nào. Chính vào lúc mọi người đang vô cùng bế tắc, tể tướng của đối phương đã một mình đi vào hoàng cung. Hắn vừa bước vào đã ngang ngược hống hách, giọng nói ngang tàn. Lần này hắn đến đây là muốn thương lượng với quốc vương. Điều này làm ông vô cùng kinh ngạc, nhưng đối phương cũng đưa ra hai điều kiện. Ngoại trừ thủ đô của Factoria ra thì tất cả lãnh thổ khác phải cắt nhượng cho đế quốc. Ngoài ra hoàng tử của Lux-Is phải kết hôn với công chúa Niflheim. Quốc vương không thể nhịn được bèn lập tức mở hội nghị khẩn cấp. Các đại thần đều nói không muốn bị khuất phục. Nhưng trong lòng quốc vương cũng biết được, sẽ có một ngày chúng sẽ phá vỡ được lớp bảo vệ, từ đó chiếm trọn cả đất nước Lux-Is này. Đến lúc đó lại càng phiền phức hơn. Còn bây giờ chỉ cần cắt nhường các lãnh thổ xung quanh thì có thể bảo vệ đô thành bình an. Quốc vương chỉ đành chấp nhận yêu cầu của bọn họ. Đội quân của hoàng tử sau khi biết được tin này đã vô cùng chán nản và thất vọng, nhưng mà họ cũng bất lực không làm được gì. Mấy ngày sau, đế quốc Niflheim đưa công chúa đến đô thành, nhưng mà hoàng tử lại không có ở trong thành. Quốc vương hy vọng hai người có thể tổ chức hôn lễ ở một nơi an toàn. Trong thời gian này, nhiệm vụ bảo vệ công chúa sẽ giao cho Anric. Đồng thời lúc này, họ phát hiện ra thi thể của đồng đội mình ở vùng ngoại ô phía xa thành, trong lúc thực hiện nhiệm vụ mà hy sinh tính mạng. Điều này làm Nova vô cùng đau lòng. Vốn không hài lòng với việc quốc vương đầu hàng địch, đến nay còn mất đi một người đồng đội, Nova định gia nhập vào tổ chức phản động. Anh muốn đối đầu với quốc vương. Anric bên này mặc dù rất bất lực nhưng chỉ đành hoàn thành sứ mệnh của mình, bảo vệ sự an toàn của công chúa. Vào ngày hôm sau, hai nước đang chuẩn bị ký hiệp ước ngừng chiến tranh thì công chúa lại bỗng nhiên mất tích. Thông qua điều tra phát hiện, công chúa đã bị người thần bí đưa tới một thung lũng cách đô thành 50 cây số. Gần đó còn có mấy chiếc chiến hạm của đế quốc, chuyện này xem ra không hề đơn giản rồi. Quốc vương lập tức ra lệnh cho Anric cùng với đội quân của hoàng tử đi tới giải cứu công chúa, đồng thời phải ngăn cản chiến hạm của đế quốc tiếp cận đô thành. Đội quân hoàng tử lập tức nhảy xuống, ném kiếm thần trong tay ra. Những nơi mà thanh kiếm ma pháp đi qua thì bọn họ lại xuất hiện ngay chỗ đó. Một lát sau, đội quân cuối cùng cũng leo lên được chiến hạm. Anric thì lặng lẽ đột nhập vào nội bộ đối phương. Sau khi giải quyết xong tên bảo vệ đã thuận lợi gặp được công chúa. Nhưng công chúa lại nói với Anric chuyện này là âm mưu của đế quốc. Bọn họ đưa cô đến đây chính là kế sách điệu hổ ly sơn. Mục đích thật sự của đế quốc là phá hủy tháp ma tháp. Còn ở hoàng cung bên này, đối phương căn bản không hề muốn ký hiệp ước, mà lựa chọn trực tiếp khai chiến. Cả đô thành rơi vào trạng thái hỗn loạn cực độ. Tháp ma pháp bị phá hủy, đô thành đã mất đi lớp màng bảo vệ cứng cáp. Đại quân cơ giới rất nhanh sẽ tấn công vào đây. Mà trong nội bộ của đội quân hoàng tử cũng xuất hiện phản đồ. Hắn ta giết chết hết các thành viên khác. Anric và công chúa bị bao vây từ phía. Trong thời khắc quan trọng, để ngăn cản chiến hạm đi đến đô thành, một đồng đội trước lúc hy sinh đã triệu hoán hỏa diệm phá hủy đi thiết bị khởi động của chiếm hạm. Phi thuyền lập tức phát nổ. Anric và công chúa nhân cơ hội đó chạy thoát, nhưng một giây sau đã xuất hiện một con bạch tuộc khổng lồ. Anric vì cứu công chúa nên đã liều mình chiến đấu một trận sống còn với nó. Nhưng vì cơ thể quá to của nó, Anric căn bản không phải là đối thủ. Hai người chỉ còn cách là chuồn lẹ. Mà lúc này chiến hạm cũng đã bay đến bên trên đô thành. Con quái vật rơi thẳng xuống phía dưới, trực tiếp đâm thẳng vào tòa nhà. Cả tòa nhà trong phút chốc sập xuống. Anric và công chúa đã thành công leo qua một phi thuyền khác, rồi bay thẳng về hướng hoàng cung. Hai người chọn thời cơ thích hợp, tức tốc bay vào ban công ngoài hoàng cung. Tạm thời đã không còn nguy hiểm, đô thành không còn lớp bảo hộ của tháp ma pháp, nên đế quốc đã phái rất nhiều quân tới đây, tiến hành tàn sát hết người dân vô tội. Mà trong hoàng cung lúc này cảnh chiến đấu cũng vô cùng căng thẳng, quốc vương cố gắng cầm cự, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống đỡ được, chiếc nhẫn của hoàng tử bị chém rơi xuống đất. Chính vào lúc này anh trai của công chúa nhặt nó lên chuẩn bị đeo vào,
nhưng cái nhẫn này đã dung hòa sức mạnh của quốc vương cổ đại với ma pháp, không phải ai cũng có thể điều khiển được nó. Anric và công chúa chạy thục mạng qua đó, nhưng vẫn là muộn một bước. Hắn ta đeo chiếc nhẫn vào, thời gian lập tức dừng lại. Hắn bắt đầu nói chuyện với chư vương nước Lucis, muốn nhận được sức mạnh của tháp ma pháp, nhưng chư vương đã trực tiếp từ chối hắn ta. Anh trai của công chúa cuối cùng bị lửa thiêu chết. Anric nhân cơ hội đó đánh nhau với Gelahu, còn công chúa thì bị đưa ra khỏi đó. Có điều Anric căn bản không phải là đối thủ của hắn ta. Thời khắc quan trọng, quốc vương dùng sức mạnh ma pháp thành công bảo vệ cho Anric chạy đi. Ông biết mình cũng không giữ được tính mạng, chỉ có thể nói cho Anric và công chúa biết nơi hoàng tử đang ẩn nấp, nhờ hai người đem theo chiếc nhẫn đi tìm hoàng tử để cứu lấy quốc gia Lucis này. Quốc vương dùng chút sức lực của mình tạo ra một bức tường ma pháp, trực tiếp ngăn Anric và công chúa ra bên ngoài. Ông muốn hy sinh thân mình để giết chết Gelahu, nhưng vẫn chết dưới kiếm của hắn ta. Anric chỉ có thể đưa công chúa tháo chạy khỏi nơi này, nhưng chính vào lúc hai người đang định lái xe rời đi thì quân địch đã đuổi tới nơi. Anric quyết định đấu với chúng một phen thì phát hiện ra mình đã mất hết pháp thuật. Hóa ra sau khi quốc vương chết, cả đô thành này đều sẽ mất đi ma pháp. Trong lúc hoảng loạn, hai người đã xảy ra tai nạn. May mà không ai bị thương, họ liền vội vàng tìm nơi ẩn nấp. Ai ngờ là còn chưa kịp thở đã bị một con trùng cơ khí tấn công. Anric không còn pháp thuật nhưng vẫn giải quyết được nó. Hóa ra là trên cái châm của công chúa có thiết bị theo dõi, quân địch mới phát hiện ra họ nhanh như vậy. Đại quân cơ khí đã hoàn toàn bao vây chỗ này. Anric quyết định dùng thân mình để dụ nó đi ra chỗ khác. Quan thời khắc quan trọng, công chúa đã vứt thiết bị theo dõi vào trong phi thuyền. Đám côn trùng thấy vậy xông hết vào, phi thuyền nhờ vậy mà nổ tung. Hai người cứ như vậy thành công thoát thân. Lúc này trong tai nghe xuất hiện giọng của đội trưởng, anh ta bảo Anric mau đến tụ họp. Đồng thời lúc này Nova cũng đã nhận được tin tức. Anh nghi ngờ đây là cái bẫy, chỉ đành tức tốc lái xe đến thông báo cho Anric. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Anric và công chúa vừa đến nơi thì đã bị tập kích. Đối phương ép công chúa giao cái nhẫn ra. Công chúa nhanh trí nói là ngươi không xứng có được cái nhẫn. Phản đồ nghe xong không phục bèn lấy ra đeo vào tay, kết quả bị lửa thiêu chết ngay lúc đó. Mà đội trưởng cũng đã đến nơi. Tình hình cấp bách, Nova lái xe đâm thẳng vào người đội trưởng. Ai ngờ là đội trưởng lập tức biến thân, hóa ra hắn ta chính là Gelahu. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Anric đã đưa ra quyết định liều lĩnh. Anh không do dự gì mà đeo chiếc nhẫn của hoàng tử vào. Thời gian phút chốc ngưng lại, Anric trong huyễn cảnh đã nhìn thấy được chư vương cổ đại. Có thể là sự trung thành của anh đã làm chư vương cảm động, bọn họ quyết định ban sức mạnh cho Anric. Nhưng sức mạnh này chỉ duy trì tới trời sáng, đến lúc đó Anric cũng sẽ tan biến cùng với sức mạnh đó. Đối mặt với sự mất nước thì tính mạng này có đáng là gì cơ chứ? Anric phục sinh đầy máu, thành công ngăn cản lần tấn công của đội trưởng, đồng thời còn đấm văng hắn ta ra mấy chục mét. Anric đưa chiếc nhẫn lại cho công chúa rồi nhờ Nova bảo vệ cô ấy rời khỏi đây, còn mình sẽ quyết một trận sống còn với đội trưởng. Con cự thú cao hàng ngàn mét kia cũng đã đến đô thành, bắt đầu bắn ra hàng vạn sa số quả bom từ trong miệng. Đội trưởng cứ nghĩ rằng mình đã thắng, nên chế nhạo rằng vương quốc ma pháp sẽ bị tiêu hủy thôi. Nhưng hắn còn chưa vui mừng được bao lâu thì bức tượng cự thạch của quốc vương bỗng nhiên sống lại. Anric cũng bắt đầu đánh thêm một trận với đội trưởng, hai người đánh từ dưới đất lên không trung, nhất thời không phân thắng bại. Nhưng mà trời mỗi lúc một sáng, sức mạnh trong người Anric cũng yếu dần, hai tay bắt đầu bừng cháy. Nhưng mà anh không quan tâm nhiều như vậy, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Sau một hồi chiến đấu quyết liệt, cái giáp trên người đội trưởng đã bị vỡ ra, nhưng hắn lại nhanh chóng túm lấy cổ Anric, muốn kết liễu anh. Chính vào lúc này, hai tay đang bốc cháy của Anric đã làm tan chảy cái áo giáp của đội trưởng. Song anh chớp nháy một cái đã đến sau lưng hắn ta, trực tiếp đâm một nhát tiễn hắn lên đường. Còn ở bên này, bức tượng cự thạch của quốc vương đã đánh bại được cự thú, cuối cùng chính nghĩa cũng đã thắng hung tà. Vương quốc ma pháp coi như đã được an toàn. Còn cơ thể của Anric cũng dần dần tan biến theo ánh sáng chiếu xuống thành phố này.